Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra năm 2022, Mỹ trở thành đồng minh quan trọng nhất của Ukraine. Từ đó đến nay, Mỹ đã viện trợ tổng cộng 107 tỷ USD cho chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine không phải nước hưởng lợi duy nhất trong việc này. Trang Business Insider dẫn nhận định của giới phân tích rằng từ việc gây nhiễu tên lửa cho tới máy bay không người lái UAV và pháo binh, Mỹ đang thu được những hiểu biết cực kỳ có giá trị về những điểm yếu của các hệ thống vũ khí tinh vi của họ trên chiến trường tàn khốc ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Lĩnh vực đầu tiên mà Mỹ bộc lộ thiếu sót là trong tác chiến điện tử. Theo báo cáo trước đây của Business Insider, các hệ thống gây nhiễu của Nga đã gây ra vấn đề lớn cho vũ khí chính xác của phương Tây, trong đó có đạn pháo Excalibur và tên lửa GMLRS. Các đơn vị tác chiến điện tử của Nga ngày càng trở nên thành thạo trong việc xáo trộn các hệ thống định vị GPS được sử dụng để dẫn đường cho tên lửa và đạn pháo tới mục tiêu, khiến chúng chệch hướng và trở nên vô dụng. Chiến tranh Ukraine đã phơi bày việc một số loại đạn dược dẫn đường chính sách của Mỹ thất bại trong môi trường điện tử có tính cạnh tranh cao. Bà Stacie Pettyjohn, nhà phân tích tại Trung tâm An ninh Mỹ mới nói với Business Insider. Ngược lại, UAV giá rẻ sẵn có lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trên chiến trường Ukraine. Quân đội Ukraine đã sử dụng UAV để khỏa lấp một số bất lợi về nhân lực và trang thiết bị khi đối đầu Nga. UAV đã được sử dụng để giám sát vị trí đối phương, hướng dẫn các cuộc tấn công bằng pháo binh. Kiev cũng đã trang bị cho UAV lựu đạn hoặc chất nổ để tấn công các vị trí của Nga. UAV của Ukraine cũng dễ bị tổn thương trước tác chiến điện tử. Tuy nhiên, Ukraine đã tìm ra công nghệ tránh tín hiệu nhiễu và khai thác những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ tác chiến điện tử của Nga. Việc điều động, che giấu và tiếp tế cho quân đội trên chiến trường dưới sự giám sát liên tục của UAV là một câu hỏi hóc búa khác mà các chuyên gia Lầu Năm Góc phải tìm ra câu trả lời, bà Pettyjohn nói. Theo các báo cáo, Lầu Năm Góc đang gấp rút tìm kiếm cải thiện khả năng triển khai UAV để hỗ trợ binh lính và hạ gục UAV đối phương. Đây cũng là điều mà giới phân tích tin rằng sẽ là tất yếu trên chiến trường trong tương lai. Hiện tại, bà Pettyjohn cho hay, mỗi đơn vị quân đội Mỹ chỉ có vài UAV đã cũ. Một trong những bài học quan trọng rút ra từ cuộc xung đột này là việc dân chủ hóa các vũ khí tấn công chính xác đang khiến chiến trường trở nên vô cùng nguy hiểm, bà Pettyjohn nhận định. Kể đến chiến tranh Ukraine đã bộc lộ những vấn đề không chỉ về chất lượng vũ khí mà còn khả năng sản xuất vũ khí với số lượng lớn của Mỹ. Trong nhiều thập niên, Mỹ đã chuẩn bị cho các cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang, chẳng hạn như Taliban tại Afghanistan. Tuy nhiên, với cuộc chiến tại Ukraine được coi là gần giống Thế chiến thứ hai, trong đó hai bên tham chiến bắn hàng chục ngàn viên đạn vào nhau mỗi ngày nhằm làm suy yếu đối phương, thì Mỹ lại không thể cung cấp đủ số vũ khí và đạn dược mà Ukraine cần. Ngược lại, Nga đã đặt nền kinh tế của họ vào tình trạng chiến tranh, tăng cường sản xuất lượng lớn thiết bị quân sự trong khả năng và đưa Ukraine vào tình thế bất lợi nghiêm trọng. Vấn đề lớn nhất mà cuộc chiến Ukraine phơi bày là Lầu Năm Góc không có đủ đạn dược trong cuộc xung đột kéo dài quy mô lớn, bà Pettyjohn nhận xét. Nhà phân tích Pettyjohn nói thêm dự luật viện trợ Ukraine gần đây, trong đó có hàng tỷ USD cho sản xuất vũ khí Mỹ không giải quyết được vấn đề. Một vấn đề khác Mỹ gặp phải là các hệ thống phòng không của nước này sử dụng tên lửa có giá thành cao hơn nhiều so với những UAV giá rẻ mà chúng tiêu diệt, chuyên gia Pettyjohn nói. Việc bắn các tên lửa đắt tiền nhằm vào những chiếc UAV và tên lửa rẻ tiền không phải là chiến lược bền vững, cũng không phải là chiến lược giúp Mỹ chiếm ưu thế trong những cuộc chiến đòi hỏi sự bền bỉ như vậy, bà Pettyjohn nói. Theo bà Pettyjohn, bài học cốt lõi ở đây là số lượng cũng quan trọng như chất lượng. Mỹ lẽ ra phải biết rằng khối lượng cũng quan trọng không kém độ chính xác. Quân đội Mỹ cần nhiều đạn pháo, tên lửa và UAV hơn mức hiện có và một cơ sở công nghiệp có thể mở rộng quy mô sản xuất các hệ thống quan trọng này trong trường hợp cần thiết, chuyên gia Pettyjohn nhấn mạnh. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 28 tháng 4 có tổng cộng 112 cuộc giao tranh trên tất cả các mặt trận. Trong đó, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 40 đợt tấn công của Nga ở hướng thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk. Trong ngày, không quân Ukraine tấn công 3 địa điểm tập trung quân Nga, lực lượng tên lửa Ukraine tấn công một trung tâm chỉ huy của đối phương. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đăng tải video về các hoạt động của Ukraine trong ngày 28 tháng 4. Ukrinform dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, ngày 27 tháng 4 rằng Tình hình trên chiến trường Ukraine đang leo thang khi giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra trên khắp các chiến tuyến trong tuần này. Tình hình mặt trận ngày càng leo thang, Nga cố gắng giành thế chủ động chiến lược, đột phá tiền tuyến, tập trung lực lượng lớn trên nhiều khu vực và tạo ưu thế đáng kể về lực lượng, phương tiện. Họ tấn công tích cực dọc toàn bộ tiền tuyến. Ở một số khu vực, họ đã đạt được những lợi ích mang tính chiến thuật, theo ông Syrskyi. Ông Syrskyi cho biết, tình hình khó khăn nhất ở hai thành phố của tỉnh Donetsk là Borov và Kurakov, phía tây Avdiivka, nơi giao tranh tiếp diễn từng giờ. Theo vị tổng tư lệnh, Nga đang điều động tới 4 lữ đoàn để tấn công khu vực này. Ông Syrskyi nói rằng quân đội Ukraine đã rút lui về phía tây khỏi các làng Berdichy, Semenyka và Novomykhailivka đều thuộc thành phố Borokk. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 28 tháng 4 tiến hành một cuộc tấn công tên lửa, 49 cuộc không kích và 77 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của Nga ngày 28 tháng 4 đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của Ukraine và cải thiện vị trí trên tiền tuyến. Các cuộc tấn công của nhóm chiến đấu phía Tây khiến Ukraine tổn thất 270 binh sĩ, một xe bọc thép chở quân, 8 xe cơ giới, 2 pháo, 1 súng giải chiến, 1 hệ thống pháo tự hành và 1 khẩu pháo. Tương tự, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Nam của Nga cũng đã ngăn chặn 4 cuộc phản công của Ukraine trong 24 giờ qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm chiến đấu phía Nam ngày 28 tháng 4 đã loại khỏi vòng chiến 360 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 chiếc xe chiến đấu bọc thép, 17 xe cơ giới, 2 khẩu súng giải chiến, 2 khẩu pháo, 1 khẩu súng chống tăng, 2 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn dược của đối phương. Trong khi đó, Nga cho biết nhóm lính Battle Group Center của nước này đã giành quyền kiểm soát làng Novo-Mikalika, tỉnh Donetsk và đẩy lùi 10 cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhóm này đã khiến Ukraine mất 380 binh sĩ cùng nhiều vũ khí, khí tài trong 24 giờ qua. Trong ngày, nhóm chiến đấu Donetsk của Nga cũng gây thiệt hại về hỏa lực cho 3 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine, khiến đối phương tổn thất 50 binh sĩ, 2 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo M777 và 2 trạm tác chiến điện tử. Ngày qua, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 5 tên lửa chiến thuật Atacms và 46 máy bay không người lái UAV của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Trong khi đó, trên lãnh thổ Nga, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov nói rằng Ukraine ngày 28 tháng 4 đã tấn công làng Vonesenoka thuộc tỉnh này bằng 10 UAV khiến 8 người bị thương. Tỉnh trưởng tỉnh Kursk của Nga, ông Roman Starovoy cũng báo cáo về các đợt tấn công của Ukraine về 5 khu định cư của tỉnh này. Các vụ tấn công làm hư hại 4 ngôi nhà và mất điện ở một số khu vực. Ngày 28 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói rằng Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky không thể tại vị vô thời hạn mà phải giải thích cho người dân Ukraine và các đồng minh của Kiev về lý do ông tiếp tục cầm quyền ở Ukraine, theo RT. Ông Peskov bình luận về cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ở Ukraine vào ngày 31 tháng 3, nhưng ông Zelensky đã hủy bỏ bởi lý do đất nước đang có chiến tranh. Tôi tin rằng số phận của ông Zelensky đã được định đoạt. Sẽ đến lúc nhiều người, kể cả những người ở Ukraine, sẽ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông ấy, ông Peskov nói. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine dù thế nào đi nữa cũng sẽ phải bị đặt dấu hỏi từ quan điểm pháp lý. Đây là một thảm kịch cho người dân, cho đất nước, ông Peskov nói thêm. Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov. Tâm điểm chiến sự Nga-Ukraine ngày qua là ở mặt trận Donetsk khi Nga tích cực tiến công và liên tiếp tuyên bố thắng trận ở khu vực này. Ngày 22 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Novomykhailivka, tỉnh Donetsk, cách thành phố Donetsk 40 km về phía tây nam. Đây là bước tiến thứ hai mà Nga công bố trong 2 ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng phía nam của nước này đã chiếm hoàn toàn Novomykhailivka và cải thiện tình hình chiến thuật dọc chiến tuyến, theo hãng thông tấn TASS. Trước đó, hôm 21 tháng 4, Nga nói rằng lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Bodanivka, tỉnh Donetsk. Bodanivka nằm ở phía đông bắc thị trấn chiến lược Chasiv-Ya. Việc chiếm được thị trấn này có thể mở đường cho Nga tiến vào một số thành phố pháo đài ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, cũng trong ngày 22 tháng 4, ông Jaroslav Chepani, người phát ngôn của Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 79 của Ukraine bác bỏ thông tin của Nga, nói rằng tình hình ở Novomykhailivka căng thẳng nhưng nằm trong tầm kiểm soát, tờ Kyiv Independent đưa tin. Ông Chepani cho biết quân Nga liên tục tấn công các cứ điểm của Ukraine. Cuộc chiến giành ngôi làng này đã xảy ra từ cuối mùa thu năm ngoái và kéo dài tới hiện tại. Trước đó, hôm 19 tháng 4, Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 79 cho biết Nga đã mất hơn 300 thiết bị quân sự trong 6 tháng giao tranh xung quanh Novomykhailivka. Ngày 22 tháng 4, phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Nazar Voloshin, người phát ngôn của nhóm tác chiến chiến lược Khortytsia của quân đội Ukraine cho biết, khoảng 20.000 đến 25.000 lính Nga đang cố gắng tấn công thị trấn Chasiv-Ya, tỉnh Donetsk và các khu định cư ở ngoại ô thị trấn, theo tờ Kyiv Independent. Theo ông Voloshin, quân Nga tập trung đánh ở Chasiv-Ya vì coi đây là vị trí quan trọng, làm bàn đạp tiến sâu hơn tới các thành phố của tỉnh Donetsk là Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.